đặt vào ga chậm thôi. Chả đi như này. Bằng cái chủ điện lái hết nhanh, đừng để muộn. Bỏ phanh. Phanh từ từ 1-2 lần nó khác được nhịp. Khách quen. Khi đèn đỏ nó còn khoảng 3 giây, bỏ phanh ra, lại phun tí. Nhớ ra, khoảng từ 3 đến 5 giây. Rồi bây giờ em nhìn nhận đặt côn, kéo thẳng xuống là số 2. Lên số 2 lấy côn nhanh thì đừng buông. Lấy Mai nó hỏi thăm chưa? Ai ạ? Mai nó bảo là học cùng lớp với lão này, lão 90 đúng không? Vâng. Nó bảo nó cùng học cùng khóa với lão này. Em không rõ. Mày chắc hồi xưa bé mày kinh kiểu lắm, mày chẳng nhớ mặt của con gái đâu. Vâng. Vâng, em sinh năm 90. Tuổi canh cô canh quả. Hôm trước hỏi là vẫn thích chứ đúng không? Thích, không thích nên vứt. Ví dụ bây giờ nhá, chẳng hạn như có rung động không? Chờ gái sơ có người dùng quá ấy. Đào côn rồi, đào côn. Anh bảo rồi nếu biết lái sáng thì ngay từ sáng ra anh hướng dẫn luôn. Em phải ngồi vặn tay đạp. Em chưa lái bao giờ thật mà. Phanh này. Em bỏ, từ từ em cứ để anh hướng dẫn nhá. Bỏ phanh trước. Đừng nằm dối rồi. Đừng dùng chân mà đặt bỏ ra là không đạp, cứ đặt vào phanh. Đặt vào chân phanh. Đặt không đạp thôi. Cứ giữ lại. Nó có dấu mà cứ bình tĩnh lên. Cấp 45 độ nữa lên. Lên lên. Phải. Bên là trái, hết trái. Cắm côn mà. Đây nha. Sao số không? Vẫn không, đừng lắc, đừng lắc. Phía sau này, đây là số 1 này. Phía đây gãy, bỏ tay ra, gãy nhẹ, đây là số 0. Không lắc gì nữa. Móc cái chỗ này lên. Cảnh nha, người ta đừng lắc. Đừng lắc nó rỗng mất số. Bỏ phanh nha, bỏ phanh trước. Nhả côn chỉ nhìn. Em nhớ nha, tôi nhắc là bỏ phanh thì em chỉ có bỏ chân ra thôi chứ đừng rụt chân. Đúng không ạ? Bởi cái chân phanh lúc nào là phản ứng. Không, cứ đuổi đi. Là thẳng ganh, cho được việc nhưng mà phanh này. Trả ganh một vòng rưỡi ra xuất phát ở đây rồi. Đây. Một vòng. Lỡ nhé. Thấy chưa nào?
Em không làm được anh cáu ấy. Hỏi ham rồi làm gì trái. Ý của anh ấy là anh muốn dạy vợ cho mình vợ lái thảo đã. Là con đi lúc trưa rồi 11 rưỡi rồi có ai ra vất học được. Đi ra đường mà tôi nhắc là như là khó. Ra đường khó chứ không là. Thì một chưa anh coi là nó chưa thương mấy. Là tôi không biết nào. Em chưa toàn cái cảnh rồi. Phanh em cứ bình tĩnh thôi, đây em nhìn dấu kìa. Đúng rồi, cứ phanh từ từ thôi, không cần phải phanh ghê gớm quá. Đi đi. Đặc côn à. Nó chết máy nhiều, nó cái dư lượng điện, bình điện nó tích được nhiều, liên tục. Nó đi chậm thì nó không làm. Cái làm nó quay ít, nó không làm được vào bình bao nhiêu. Thì chúng ta cứ lổ máy nhiều, đúng không ạ? Nó rút mất dư lượng bình. lấy hết con phanh trước, nhà côn từ từ, nhà côn. Đây các bạn nha. Mà lúc nãy anh nói với các em bạn nhà côn nhanh quá, xe máy cứ chết lại nhỉ? Từ 3 đến 5 giây, đúng rồi, em đừng nhảm, cứ một mạch thế. Ý chân nó chưa đi, quen ấy, nhiều khi nó hay trượt. Chậm thôi. Vâng. Đúng không? Em phải tỉ mỉ vào như thế thì nó mới không chết máy. Trong cái lái xe người ta chỉ cần hai cái vấn đề mà để em lái thôi. Hai vấn đề là côn và số. Thì người ta nói là đạp côn dứt khoát. Thì em lưới từ từ thì không bao giờ là chết máy. Đấy là côn. Phần số là tốc độ nào để số đấy. Có nghĩa là mỗi một phần số nó sẽ tương đương với một phần tốc độ. Nó gọi là đồng tốc. Trong kỹ thuật gọi là đồng tốc. Xe nó đồng tốc thì nó đi nó không chết máy. Côn em đừng nhảy nhanh đúng không ạ? Trong cái dạy lái xe để các thầy nhưng dạy những bạn chưa biết gì hơn thì dạy những bạn biết gì. Chưa biết gì thì côn nó nhả rất dẻo, nó đúng theo ý mình. Nào đây là các bạn biết rồi là đi gần như là nó theo cái thói quen của người ta. Đúng không? Sửa không được, bởi vì có thời gian đâu để mà sửa cho các bạn ấy. Thì em không biết gì em vào đại học mà. Đạp côn, em đừng lái, nó có đứng đứng, đạp côn có dấu. Nó tất nhiên là em chưa thuộc đâu. Cửa xe bằng cái mình chết đây. Rồi quá. Đấy, sao không chúng mình khỏe quá, móc tốt. Cả này thì không làm thực ra thì không đứng. Ngồi sau này thì có thể nhìn được người ta, nhưng khi ngồi trên đấy nó bị cuống rồi. Xe thiết bị như thế này, mình định lên đấy. Ở đây là
là nhớ, em nhớ nhá, công thức là trái, thẳng, trái, nghe nhá, trái này, xong rồi gì ạ, thẳng này, xong rồi trái, cổ phanh này. Viết vào cái giấy vàng ấy, dán ở đâu, cứ đút trong túi. Gương đỗ bằng góc. Bài này. Nhìn thấy góc gì chưa? Yeah. Ok. Trái. Hết lấy trái. Trái cơ mà. Tay cầm đũa. Rồi, đứng đứng sau. Trái. Cái mẫu số chung của nó bao giờ các em cũng phải tiến lên, tiến lên nhìn gì ạ? Nhìn góc. Lên đi. Thấy góc chưa? Rồi. Trái nó cả thẳng. Đặt khuôn mà cả thẳng ra. Một con chữ đấy phải thôi. Ừ, thế đó. Góc sốt nhẹ nhàng này. Tạm cái khuôn mà. Đeo xuống lùi đây nhé. Đeo đi vô. Rồi. Thẳng để đến châu hả con? Con tâm nhớ không? Đây là giống như xe kia. Thẳng để đến cách phải. Đấy khuôn mà. Em cứ quên mất cái việc là chân phanh của em. Đúng không ạ? Chậm thôi. Rồi đi lấy côn ra, nhìn vào cái gương cầu ấy. Đây, thẳng trái, thẳng trái. Rồi. Ở đây người ta gọi như cái thằng mắt lát lùi á. Đánh lái trái nhưng mắt nhìn sang bên nào. Nhìn thẳng, nhìn rau gấp thịt. Nhớ nhìn rau gấp thịt. Xong xong thì xong. Bánh này đến bạch vàng thì nhỉ? Nhìn vòng rưỡi thôi. Nhìn gương bên này thế nào bánh này đến bạch vàng. Lùi đi, lùi đến bạch vàng đằng sau. Nhìn vào gương cầu ấy em, nhìn thấy gương cầu không? Nhìn thấy gương cầu gương nhỏ không? Đạp côn là. Hết lại. Hết lại. Đừng rụt chân em. Nói về các em để các em sử dụng. Nói cho em để sử dụng về chân côn, chân phanh như thế này này. Trong quá trình lái xe, chân trái sử dụng côn, đúng không ạ? Chân phải sử dụng ga và phanh. Thì trong cái khẩu quyết của cái người lái xe, người ta nói là ngớt ga thì già chân phanh. Như em ở trong miền Nam, người ta gọi là ngớt ga thì già quan thắng, đúng không nào? Khi mà chân phải sử dụng ga, nếu không có nhu cầu ga thì các em phải đặt buộc phải đặt vào chân gì ạ? Chân phanh. Thế khi anh bảo em bỏ phanh ra thì không có nghĩa là em bỏ rút chân ra mà là em gì cũng đạp nó thôi. Thế là đừng rụt chân. Đấy, hiểu sai cái thuật ngữ nhá, hiểu chưa nào? Người ta gọi nuốt ra gà có phanh. Thế như vậy cái chân phải có được nghỉ không ạ? Không. Không bao giờ chân phải được nghỉ. Đúng không ạ? Mà chỉ nghỉ được chân gì? Chân trái. Sau này em đi là côn, đây đi như này thì em giữ là côn làm gì? Đúng không? Em bỏ côn ra để đi. Sau này là số tự động thì chân trái là làm gì em buộc nó lại. Không cần phải sử dụng gì cả bởi vì nó không cần dùng đến hết.